một thống kê mới đây, hiện đang có khoảng gần 8 triệu người Ukraine đi tị nạn nước ngoài. Trong số này thì Nga là nước tiếp nhận nhiều người Ukraine đi tị nạn nhất, dù Ukraine và Nga đang giao tranh dữ dội. Ông em Ba Lan và ông anh cả Đức là những cái tên xếp thứ 2 và 3 trong bảng danh sách này. Tiếp sau đó là một loạt các quốc gia khác cùng thuộc châu Âu. Mỹ thì dĩ nhiên là ở xa, chỉ nhận leo teo vài người nên không đáng để nhắc tới. Con số thực tế có thể lớn hơn thế này rất nhiều vì chiến sự vẫn đang căng thẳng, chưa thể thống kê một cách chính xác được. Đó là còn chưa tính tới những người trốn qua biên giới, chứ không đi bằng con đường chính thống. Thế nhưng nó cũng phản ánh một điều là Nga đang thực hiện kế hoạch gom những người gốc Nga về với đất mẹ, đúng như tiêu chí đưa ra là bảo vệ người dân thân Nga. Khác với châu Âu, đang phải kêu trời kêu đất vì người tị nạn Ukraine quá đông, nuôi không nổi, nước Nga lại cảm thấy vui mừng khi người tị nạn xin ở lại ngày một nhiều hơn. Vấn đề này sinh ra một phần lớn, người tị nạn đã xác định sẽ không trở về Ukraine để sinh sống, buộc chính phủ các nước phải cung cấp cho họ việc làm và an sinh xã hội tối thiểu. Châu Âu thì không cần đến nguồn nhân lực này vì diện tích lãnh thổ của họ có hạn, thêm người thì việc làm và mức lương sẽ giảm khiến cho người dân của họ phải chịu thiệt. Nga thì khác, hàng chục năm qua vấn đề của nước Nga vẫn là suy giảm dân số do tỷ lệ sinh quá thấp. Với quốc gia có diện tích rộng lớn nhất thế giới mà chỉ có 145 triệu người sinh sống thì thực sự là quá ít ỏi. Nga cũng là quốc gia có nguồn tài nguyên dồi dào cần được khai thác. Họ rất cần nhân lực để phát triển đất nước, xây dựng được dân số vững chắc chính là nền tảng cho một đất nước hùng cường lâu dài. Vấn đề dân số luôn là điểm yếu của Nga, là vấn đề trọng tâm mà Tổng thống Putin luôn theo đuổi trong suốt thời gian qua. Bây giờ, nhờ dòng người tị nạn Ukraine và người dân từ các vùng lãnh thổ mới được sáp nhập, nước Nga sẽ phần nào giải quyết được nhu cầu bức thiết này. Ngoài châu Âu ra, thì chính Ukraine cũng sẽ là bên chịu thiệt khi người dân đi tị nạn không chịu quay về đất nước. Thời điểm Liên Xô tan rã, dân số Ukraine ở đỉnh cao nhất là 52 triệu người. Cùng với thời điểm đó, Việt Nam ta có khoảng 70 triệu người, nhưng trái lại với Việt Nam đã tăng thêm khoảng 30 triệu dân từ đó đến nay. Ukraine lại sụt giảm mất hơn 10 triệu dân. Ukraine đang cần nhân lực hơn bao giờ hết, nhất là khi chiến tranh kết thúc họ sẽ cần người để tái thiết lại đất nước. Thế nhưng, khi người tị nạn không quay trở về nữa thì vực dậy một Ukraine đổ nát sẽ càng khó khăn hơn. Điều đáng lo nhất là ai sẽ ở lại trả nợ cho Ukraine. Các khoản viện trợ mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Kiev không phải là một lòng tốt không vụ lợi. Hàng chục năm sau, nhiều thế hệ người Ukraine sẽ phải còng lưng trả nợ. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến người tị nạn không muốn quay về quê hương nữa. Tờ Rebellion của Tây Ban Nha mới đây đã có bài viết cảnh báo về lòng tốt của phương Tây khi cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để chống Nga. Theo tờ báo này, nhiều thế hệ người Ukraine sẽ phải còng lưng trả các khoản tiền Kiev vay nợ từ phương Tây. Theo đó, các nước NATO đang cung cấp cho Kiev số lượng vũ khí khổng lồ và các khoản vay trị giá hàng chục tỷ đô la để đốt nó trên chiến trường trong cuộc chiến chống Nga. Cuộc chiến mà lẽ ra đã không xảy ra nếu không có sự xúi giục của phương Tây. Ấn phẩm cho biết thêm rằng, để trả nợ các khoản vay cũ, Ukraine sẽ tiếp tục phải nhận những khoản vay mới, với điều kiện là thậm chí còn cắt cổ hơn. Từ đó, món nợ này sẽ tiếp tục gia tăng, nợ chồng thêm nợ. Còn trách nhiệm với xã hội của chính quyền Kiev hiện nay sẽ có xu hướng quay về con số 0. Để trả hết những món nợ vay này, lớp con cháu những người Ukraine hiện nay sẽ phải trả trong tương lai với lãi suất thông thường, số tiền mà họ phải trả trong vài thế hệ. Nhưng trước mắt, nước này sẽ phải giao nộp gần như miễn phí các doanh nghiệp của mình cho các chủ nợ phương Tây để gán nợ. Các công ty phương Tây cuối cùng sẽ là bên thắng trận trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Họ chính là chủ tài khoản hưởng lợi thực sự từ các khoản vay này. Khi bỏ tiền mua vũ khí và viện trợ nhân đạo từ thiện cho Kiev rồi sau lại ghi số tiền đó vào khoản vay nợ của Ukraine, tờ báo Tây Ban Nha kết luận rằng chính quyền Kiev đến lúc nào đó phải hiểu rằng việc làm theo lệnh của Washington và Bruxelles chống lại Moscow là một sai lầm, nhưng khi đó tất cả đã quá muộn. Phương Tây không cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine bất cứ thứ gì, mà đó đơn thuần là trò chơi kinh doanh vay nợ. Đối với các phương tiện truyền thông phương Tây, viện trợ như vậy là một nỗ lực nhân đạo. Và đối với cơ quan tuyên truyền của Kiev, đó là một ví dụ về hợp tác giữa Ukraine và phương Tây. Nhưng không tuyên bố nào trong số này là sự thật. Nó chỉ là những lời giả dối tự đánh lừa mình. Việc phương Tây liên tục cung cấp viện trợ cho Kiev không những không giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, mà còn khiến một cuộc xung đột leo thang về quy mô và tiếp tục kéo dài, gây ra những tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế và người dân của nước này.
Viện trợ của phương Tây chỉ đơn thuần là sự kinh doanh, còn chính quyền Kiev đơn giản là đang vay nợ. Khoản nợ trong tương lai người dân Ukraine sẽ phải còng lưng ra trả. Và chắc chắn, việc thanh toán sẽ chỉ thực hiện được với sự phát sinh một cuộc khủng hoảng lạm phát lớn. Việc ông Zelensky vẫn không ngừng vòi thêm tiền từ Mỹ và EU đang tạo ra một khoản nợ không bền vững, cho nên nền kinh tế Ukraine có nguy cơ dẫn đến vỡ nợ. Kịch bản này làm trầm trọng thêm một loạt các yếu tố trước đây vốn đã và đang gây hại cho nền kinh tế đất nước này. Giới phân tích dự đoán, với tình hình tiếp tục căng thẳng như hiện nay, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài và Ukraine sẽ tiếp tục lao vào vòng xoáy vay nợ mới để trả nợ cũ rất nguy hiểm. Thậm chí, nó có thể dẫn tới kịch bản phân lô bán nền Ukraine cho nước ngoài để gắn nợ. Theo Forbes, có 4 cách để tài trợ cho một cuộc chiến: in tiền, đánh thuế, phát hành trái phiếu và vay nước ngoài. Mỗi cách đi kèm với ưu nhược điểm của riêng mình. In tiền là cách mà Ukraine đã và đang làm để tài trợ cho cuộc chiến. Cách làm này ít ảnh hưởng tới danh tiếng của chính phủ, tuy nhiên sẽ gây ra lạm phát. Cách tăng thuế cho phép chính phủ thu được nguồn vốn mà không phải chịu lãi suất, nhưng chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ công chúng. Điều này có thể khiến người dân Ukraine rời bỏ đất nước ngày một nhiều hơn. Trái phiếu chiến tranh cũng là cách phổ biến nhất để tài trợ cho một cuộc chiến. Trái phiếu được bán trực tiếp cho cả người dân và các chủ nợ nước ngoài. Tuy nhiên, nhà nước có nghĩa vụ trả lãi suất tương đối cao cho nhà đầu tư. Bloomberg cho biết mức lãi suất từ trái phiếu chiến tranh của Ukraine thời điểm tháng 5 là hơn 11%. Cách này tuy hay nhưng chẳng mấy nhà đầu tư muốn mua trái phiếu của Ukraine vì chả biết liệu chính phủ nước này có còn tồn tại để mà trả lại tiền cho họ hay không. Ba cách trên đều khó khăn thì dĩ nhiên ông Zelensky chỉ còn nước cuối là đi vay nợ nước ngoài như hiện nay mà thôi. Nhưng mà các khoản vay không ngừng tăng lên đang khiến cho người ta lo lắng. Liệu nó khiến Ukraine mất đi sự độc lập và chủ quyền quốc gia? Các khoản vay cũng thường kèm theo lãi suất, đồng thời chủ nợ có thể can thiệp sâu vào công việc nội bộ của những quốc gia mắc nợ, đưa ra những quyết định yêu cầu ảnh hưởng tới chủ quyền và lợi ích. Người hiểu rõ nhất về những khoản nợ từ viện trợ quốc tế trong chiến tranh không ai khác lại là Nga. Trong Thế chiến II, Liên Xô và các quốc gia đồng minh đã được Mỹ tài trợ hàng tỷ đô la vũ khí thông qua đạo luật Lend-Lease năm 1941. Những viện trợ của Mỹ lúc đó cho Liên Xô có điều kiện giống với Kiev bây giờ là phải trả lại, bồi hoàn và chi trả cho các vật phẩm quốc phòng cho mượn hoặc cho thuê. Liên Xô, quốc gia mất 27 triệu sinh mạng khi chiến đấu với phát xít Đức, đã phải trả những khoản nợ đó trong nhiều thập kỷ bằng cách gửi bạch kim, vàng và gỗ của mình tới Mỹ. Các khoản thanh toán chỉ được hoàn thành 61 năm sau chiến thắng vĩ đại vào năm 2006. Với số nợ hiện tại của Ukraine thì có khi mất hàng trăm năm mới trả hết nổi và sẽ vắt kiệt đất nước này tới tận xương tủy. Đó là còn chưa kể từ quá trình tái thiết đất nước, Ukraine sẽ cần vay thêm rất nhiều tiền để xây dựng lại các công trình. Nhiều thế hệ tương lai của Ukraine sẽ phải trả giá cho vũ khí, đạn dược và lương thực do Washington chuyển giao. Với một tương lai u ám như vậy thì thử hỏi liệu còn mấy ai đủ can đảm ở lại đất nước này để trả nợ. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.